tôi là Trần Quang Nghiêm ở xã Tiên Phú, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Thế đầu tiên tôi bị lâm bệnh là nấm tóc, nhưng mà cái bệnh này nó không phải là nấm tóc, nó tự nhiên người tôi phát bệnh thì nó yếu, nó run trên tay, không thể làm được, không đi lại được. Thế trong quá trình tôi chữa nhiều cái thuốc ở Hà Nội cũng không khỏi. Trong quá trình mà thấy nghe được cái loại thuốc vẩy nến á sừng mà ở người dưới quê giới thiệu cho tôi, thế bây giờ tôi chữa về dưới chữa 15 ngày, trong vòng 15 ngày thì bệnh của tôi nó sẽ giảm được 30%. Trong quá trình hơn một tháng thì bệnh của tôi phải được 50-60% rồi. Đấy là trong quá trình ngắn thôi. Trong tôi chữa trong vòng 3 tháng thì bệnh của tôi đến 95%, nó khỏi lúc độ nhanh như thế. Thì bây giờ là tôi hầu như là bệnh của tôi hoàn toàn là khỏi. Mà tôi sung sướng lắm. Thế thì mong là các bạn hay là ai bị bệnh như tôi thì cũng là mong rằng cũng tìm đến thuốc này để chữa bệnh như tôi. Thank you.